xin kính chào quý thầy cô thì trong cái thời điểm này thì mình thấy rất nhiều thầy cô đang cần cho mình một cái bản điện tử bản vẽ điện tử để giúp chúng ta có thể dạy học trực tuyến một cách dễ dàng nhất thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô những cái loại bản vẽ có trên thị trường và thường sử dụng và sau khi chúng ta đã có bản vẽ rồi chúng ta sử dụng nó như thế nào chúng ta dùng cho những cái phần mềm nào rồi thì đầu tiên để nói về bản vẽ thì có rất nhiều loại ha trong đó thì mình thấy nổi tiếng nhất là cái loại bản vẽ qua cơm thì đường link ở đây quý thầy cô mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha quý thầy cô rồi khi thầy cô vào cái trang web này thì thầy cô thấy là có rất nhiều loại bản vẽ đúng không ạ ở đây mình sẽ chọn lựa tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình Ví dụ nhu cầu của mình là cơ bản thì mình có thể chọn cái loại Wacom Intus sctl 4 4100 như thế này chẳng hạn Đã. Hoặc là nếu như nhu cầu của mình cao hơn mình có thể sử dụng những cái bản vẽ ở dưới đây Tất nhiên là những loại bản vẽ ở dưới đây là dành cho dân chuyên nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa ha quý thầy cô Thì theo mình nghĩ thì thông thường mình giáo viên thì mình có thể là sử dụng những cái bản vẽ ở dưới đây là mình nghĩ là ổn rồi ở địa chỉ thì quý thầy cô có thể xem ở phía dưới đây. Rồi, địa chỉ chúng ta có thể nhấp vào cái phần liên hệ quý Rồi, thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì thầy cô có thể vào cái địa chỉ này. 152 Bùi Thị Xuân. Còn những cái tỉnh thành khác thì cũng đã có địa chỉ ở đây. Tất nhiên đây chỉ là một cái địa điểm để bán các cái sản phẩm về qua cơm thôi. Và người ta còn có một số cái địa điểm khác ví dụ đây mình đã tìm hiểu ở trên Tiki thì mình thấy trên Tiki cũng có bán này quý thầy cô, quý thầy cô có thể đặt online để mà người ta giao về cũng được ha. Trong cái thời điểm này thì nên mình nên đặt online về sẽ an toàn hơn. Rồi, sau khi mình đã đặt mua xong về á thì mình tiến hành cài đặt. Quý thầy cô lưu ý cho mình là không phải là mình cắm cái dây vào là nó hoạt động được liền đâu nha quý thầy cô. Quý thầy cô phải lên uh, google mình tìm kiếm cái cụm từ là wacom driver ở đây chúng ta phải tải cái driver cho cái máy tính tính uh, cái bản vẽ điện tử của mình nữa rồi thì ở đây cái trang đầu tiên chính là cái trang chủ của wacom đối với những cái bản vẽ khác thì nó cũng tương tự ví dụ như là thầy cô sử dụng uh, xp pen uh, hoặc là honor thì uh, mình cũng phải uh, tìm hiểu cái driver để cài đặt mới sử dụng được thì ở đây, sau khi quý thầy cô đã vào ở trang web driver này rồi, thì mình sẽ tìm tật cái dòng uh, bản vẽ mà mình đã mua về. Ví dụ như là mình mua cái dòng bản vẽ này đi. Thì mình sẽ à, lấy cái cụm từ này, mình tìm kiếm. Đây. cái đây cô thấy là có CTL 4100 ở đây. Mình nhắc vô. Rồi, sau đó mình sẽ tải cái driver cho cái hệ điều hành mà quý thầy cô đang sử dụng. Ví dụ thường quý thầy cô sử dụng Windows thì mình sẽ tải ở đây. Còn quý thầy cô xài Mac thì mình tải ở đây. Rồi, mình tải về tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì thầy cô nên restart lại máy. Rồi, như vậy là cái quá trình tiến hành cài đặt bản vẽ điện tử của mình đã xong. thì Hiện tại mình đang dùng cái cây bút của bản vẽ điện tử để mình điều khiển đây quý thầy cô. Đây quý thầy cô thấy. Đó. Rồi, vậy thì mình sử dụng cái bản vẽ điện tử này để làm cái gì? Thì đầu tiên là đối với những cái bản Office mà quý thầy cô cập nhật lên phiên bản mới nhất Ví dụ như là 2019 hoặc là thầy cô xài Office 365 á thì khi thầy cô lưu các cái file của mình dưới dạng là chấm đốc á thì mình sẽ có cái chức năng là vẽ trở lên trên đây luôn thì thầy cô chỉ cần đây cái uh, bút cảm ứng uh, của mình vào cái bản vẽ điện tử đây mình đang sử dụng cái uh, bản vẽ điện tử để mình a uh, tác trên con chuồng này với thầy cô mình có thể viết uh, về rất là thoải mái đây ví dụ như là ta có rồi vân 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 mình không không có sử dụng chuột còn ví dụ bây giờ mình đang sử dụng chuột này thì quý thầy cô thấy là nó đang viết văn bản Đó. còn nếu như mình sử dụng cái bút á, thì nó sẽ đưa ra dưới dạng là viết chữ À, ví dụ như mình viết chữ phương trình đi chẳng hạn thì những cái lần đầu quý thầy cô sử dụng cái loại bản vẽ này á có thể mình chưa quen bởi vì cái mình viết là mình viết ở dưới đây nhưng mà mình phải nhìn lên trên màn hình để mình thấy được những gì mình viết cho nên là mình sẽ cần một khoảng thời gian ở độ vài ngày hoặc là một tuần để mình làm quen sau khi mình làm quen rồi thì mình thấy việc viết này nó cũng không có gì là khó khăn cả rồi ở đây mình cũng có thể chỉnh màu được nha quý thầy cô. Quý thầy cô vào file option. Rồi quý thầy cô nhập vào uh, customize ribbon ở đây. Rồi. Thông thường nếu như uh, trên Word của quý thầy cô á uh, có tích sẵn cái uh, phần ro ở đây nè. Mà nếu như ở trên thanh này mình chưa có thì quý thầy cô sẽ bỏ tích cho mình ha. Rồi sau đó quý thầy cô nhắc ok. Sau đó quý thầy cô nhập lại vào file option vẫn là customer ribbon. Đây mình sẽ tích lên cái phần raw ở đây. Rồi sau đó mình ok. Là nó sẽ ra được cái thanh raw ở đây để cho mình có thể tùy chỉnh màu. Nãy là mình chỉ viết viết màu đen lên thôi đúng không quý thầy cô? Thì mình có thể viết một cái màu mực khác ví dụ màu đỏ chẳng hạn. Rồi, và đây mình cũng có thể tùy chỉnh cái độ dày của cái bút ha ở đây mình chỉnh cái độ dài nhất đây. Quý thầy cô thấy là nó viết rất là mượt luôn. Đó. À. Rồi. Đây, mình có thể chỉnh cái độ dày nó vừa phải. Đó. À. Tụi ta có phương trụ như vậy. Nhưng chữ mình cũng mức tương đối nha. Quý thầy cô cũng không có được đẹp lắm. Rồi. Như vậy thì... Trên phần hướng dẫn của quần mình đã xong, tất nhiên ở đây quý thầy cô có thể là dùng cái tính năng Lazo Select này mình có thể chọn những cái vùng mà mình cần. Ở đó mình sẽ di chuyển đi một uh, nơi nào đó mà mình uh, mong muốn. Thì uh, nếu như quý thầy cô uh, chúng ta sử dụng uh, PDF để chúng ta dạy á, thì mình uh, gợi ý cho quý thầy cô một cái phần mềm đó chính là PDF Annotator. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều phần mềm có thể viết lên trên cái file PDF được. Cái này mình gợi ý cho quý thầy cô phần mềm này. Và hiện tại mình cũng đang sử dụng phần mềm này để viết lên trên PDF dạy cho học sinh thì cái link tải mình cũng sẽ để ở dưới phần uh, mô tả của video nha quý thầy cô rồi quý thầy cô tải uh, cái file này về mình tiến hành cài đặt rồi tất nhiên phần mềm này là phần mềm có bản quyền nha quý thầy cô sau đó mình nhấp vô cái thư mục rắc này nè mình có cái file pdf annotator này nè rồi sau đó mình sẽ tiến hành copy rồi sau đó mình vào ổ OK. c một rồi file rồi mình sẽ tìm kiếm PDF annotator ở đây nè rồi sau đó quý thầy cô chọn nút pass qua là được rồi đây nó hỏi là uh, rep, có replace hay không thì chọn vào nút replace là được ha tại vì mình đã replace rồi sau khi mà mình uh, đã cài đặt xong phần mềm PDF annotator này rồi á quý thầy cô mở một cái file PDF lên vô đây mình đã mở sẵn một cái file như thế này rồi đây là một cái file mình dùng để chỉnh sửa cho học sinh thì cái mẫu thì quý thầy cô có thể uh, tự thiết kế để sao cho nó phù hợp với uh, bản thân mình rồi sau đó quý thầy cô thấy ở đây là có cái ký hiệu cái bút này pen này mình sẽ viết về vẽ vời ở đây tuy nhiên mình cũng có thể thay đổi màu chữ được ha rồi đây mình sẽ thay đổi cái màu chữ ví dụ orange đi chẳng hạn rồi cho đặt tên bằng hai mũi đúng không đó thì lại là hai mũi ít tất cả bình cộng cho 2 x 2 mũ x từ đi cho 3 bằng 0. Ví dụ như vậy, ở mình có thể viết lên trên đây rất là tiện và lợi. Ở đây quý thầy cô thấy là có bị, luôn cái biểu tượng cục gom nữa. Rồi. Rất là tiện và lợi luôn nha quý thầy cô. Rồi. Đó chính là cách chúng ta sử dụng cái phần phần mềm này trong cái việc mà chúng ta dạy uh, bằng cái bản vẽ điện tử. Tất nhiên để cho đơn giản thì quý thầy cô có thể sử dụng những cái uh, phần mềm nó có sẵn cho Windows luôn thì để làm được điều đó trước hết thì quý thầy cô sẽ phải cập nhật cái Windows cho mình và chúng ta vào cái Windows Store Windows Store rồi quý thầy cô tìm kiếm cho mình là cụm từ là Y for nhưng cái này là nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Windows 10 quý thầy cô còn windows bảy thì uh, quý thầy cô uh, tải cái uh, driver này về á xong rồi mình sử dụng cái phần mềm này mình viết thì phần mềm này thì mình thấy là sử dụng trên windows 7 vẫn được rồi sau khi mình uh, tìm kiếm xong cái phần mềm microsoft Whiteboard này nè đây chọn cái uh, lựa chọn tìm kiếm đầu tiên thì đây là phần mềm có sẵn của microsoft mình uh, quý thầy cô sẽ uh, à, download cái app này về rồi mình có thể chạy thì à, để lần sau khi quý thầy cô chạy nó thuận tiện hơn á, thì quý thầy cô có thể xem ở đây ở phía dưới này nó có cái biểu tượng cây viết nè quý thầy cô nhấp vào rồi mình sẽ chọn cái whiteboard rồi mình chọn lên xong rồi lên thì nó sẽ ra những cái cửa sổ tất nhiên là ở đây vì mình đã có viết rồi cho nên là nó sẽ có hiện những cái lịch sử của mình ha. Rồi thì sau đó quý thầy cô uh, tạo một cái bản vẽ mới bằng cách là create new whiteboard ở đây. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành viết vẽ lên trên đây. Rồi, nó có gợi ý cho mình là customize a pen ở đây nè quý thầy cô. Mình có thể chọn bút ha. Có rất là nhiều màu. Rồi, ví dụ như cây bút màu đen này mình không muốn cho nó màu đen á, mình muốn chuyển cho nó thành màu khác thì quý thầy cô nhấp vô. Để đổi màu ở đây rồi, ta có dụng như vậy, nó cũng rất là tiện và lợi. rồi, và trong cái phần mềm này thì mình còn có cái ứng dụng cái thước nữa, rất là hay. ví dụ để vẽ hình thì mình có thể vẽ bằng tay ha, nhưng mà mình thấy là vẽ bằng tay cho đây nó không có thẳng lắm. bây giờ mình muốn vẽ cho nó thẳng hơn thì mình sẽ dùng cái cái thước này mình vẽ đây. à, vậy thì cô thấy là có thể đưa ra cái thước này qua, đây. thì có thấy là nó rất là thẳng luôn. rồi thì đó là những gì mà mình muốn hướng dẫn cho quý thầy cô cách để chúng ta sử dụng bảo vệ điện tử một cách tối ưu nhất có thể. Tuy nhiên đây có thể vẫn chưa phải là một cái giải pháp tối ưu nhất, nhưng mà đối với mình thì mình sử dụng nó hàng ngày để mình dạy cho học sinh thì mình thấy nó đã đủ ổn rồi. Rồi. Thì cái bài hướng dẫn của mình xin kết thúc tại đây. Quý thầy cô trong quá trình chúng ta sử dụng Ta gặp khó khăn gì quý thầy cô có thể comment ở phần bình luận mình sẽ hỗ trợ cho quý thầy cô trong khả năng có thể của mình xin chúc quý thầy cô thành công mình xin chào quý thầy cô